con phải đi. À. Chán động. Vậy là tại mình phải đi ra ngoài chứ ở nhà là hộc máu. Chà máu không đi. Ồ, ơi đẹp ghê chưa? Ồ đẹp dữ vậy. Thường ngày là mặc đồ này không hả? Ờ à, giống vào không quý vị. À, chị nhà ở đâu? Hả? Ừ, tại thấy hả bữa nay đi đâu mà đẹp quá trời nè. Hả? Không nói hả? Không cho à. Đẹp quá. Mà thấy thường ngày mình đi ngoài đường hoài đó là mình đi làm gì? Thật sự quý vị, đây là một chị mà chỉ với là thường là chị đi đụng rác phải không? Hay là mình đi đi lấy cái gì? Con là chú chứ là đã mai. Con ở nhà con không đi đường á, học máu chết không biết chết thì con phải đi. À. Đáng động. Vậy là tại mình phải đi ra ngoài. Chứ ở nhà là hộc máu. Chà máu không đi. Ồ. Thật nha. Ừ. Con người khác chú con đi đường thôi, con đi. Ủa. Ôi đẹp ghê chưa. Ồ đẹp dữ vậy. Thường ngày là mặc đồ này không hả? Ờ à, giống vào không quý vị. Ờ coi kìa coi kìa. Trời ơi. À vô đó cho mát hả? Rồi đi đi. À. Bây giờ là chị nhiêu tuổi nè? Rồi. Thì quý vị đây là một chị ở Sa Đéc. Chị thường là đi ngoài đường dữ lắm nhưng mà Phong thấy là mặc đồ là giống như là rất đẹp. Trời có kìa. Trời ơi đó thì thường chỉ đi là cái vỏ đồ. Trời ơi còn mẻ kìa. Trời ơi tung tăng kìa. Trời ơi. Ừ, có chai quay cái bắt đầu làm dán làm kiểu kìa. Ủa đứng ngay ngã tư mới chịu rồi nha. Thì mình thấy chỉ là hiền, không có quậy quạng ai hết, chỉ đi dọc đường rồi cũng lẩm bẩm thôi. Phong muốn quay để mà hỏi chuyện nhiêu tuổi chứ ở đâu vậy đó.